cái nơi. Thì hôm nay là sáng của ngày thứ tư, là ngày sáng của ngày đầu tiên, là phải sáng của ngày đầu tiên mà sáng của ngày mình đi về vậy. Thì bây giờ mình sẽ đi cắm một bông hoa cái này cũng biển trước để rồi ta chút nữa mình đi về chờ đỡ nhớ. Không biết là ngày cuối cùng các bạn, cuối cùng thì cái gì hay nhất của mình chơi nhớ bây giờ. Yeah.
Sướng ha, ba cổng đi sướng ha. Mày là ai? Cháu hả? Con thằng kia
Cái bạn cuối cùng mình cũng bán thôi, mình cũng thay đồ. Thì trước nữa gì mình đến xong rồi mình thay đồ thôi mà. Thì cái nhà mình cũng sẽ tạm biệt với các bạn. Thì ok, bây giờ mình cũng sẽ đến đây. Các bạn nghe cho một like, subscribe đăng ký kênh. Và bên cho mình nha. Bye bye. Các bạn đến đây. Bye bye.